Vâng, báo cáo quý vị nhé, hiện tại đang là buổi chiều của ngày 13 tháng 12. Thì hôm nay bên xưởng có hoàn thiện xong một cái đơn hàng. Đấy, bộ án gian thờ của khách hàng. Thì trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cũng như là sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Thì các bác sẽ theo dõi trong clip này nhé, em sẽ báo giá chi tiết về cái bộ đồ thờ này. Đấy, thì cái bộ này là án gian thờ này của khách hàng là anh Thắng ở tại thị xã Phú Thọ. Đấy, thì anh đặt. Đấy, cũng như bên trên thì có bộ đài nến. Đấy, bộ đài nến thờ đây. Đây thì tổng thành của nó đây. Các bác xem hình ảnh chính diện tổng thành đây. Đó, em sẽ giới thiệu cho các bác nhé. Thì chiếc án gian này ấy, nhà em làm là có kích thước của nó ấy, là ngang là 1m97 này. Đấy. Cao 1m17 và sâu là 107. Đấy. Phía dưới cũng có bàn cơm nữa. Đấy, tổng thành rất là nhìn rất là ly vị và đẹp đúng không các bác? Các bác nào có ý kiến thì hãy để lại dưới phần bình luận video để em góp ý cho xưởng sẽ phát triển thêm nhé. Đấy thì một chút về cái đường nét hoa văn của nó thì là cái phần dạ bên em đục là có 5 chú rơi. Đấy là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 chú rơi. Gọi là ngũ phúc triện ngũ phúc đấy. Đấy, án gian ngũ phúc triện. Đấy, ngoài ra những cái họa tiết hoa văn khác như là đây là có hình ảnh rồng hóa này. Đấy, rồng hóa này thì cuốn thư, đấy, giải lụa, cổ này là cổ gấm chữ vạn, đấy, cổ gấm chữ vạn. Đấy, bên dưới thì bàn cơm nhà em là đục là triện tàu lá dắt, đấy. Tổng thành đây, đấy, tổng thể đây. Đấy, thì sau này đây em sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ đài nến phía bên trên, một bộ đài nến hàng cũng khá là đẹp. Chọn. Rồi. Tổng thể đây. Đây tiếp theo phía bên trên này thì nhà em có một bộ đài nến thờ. Đấy, hàng này thì bộ khách thửa là của anh khách hàng ở tại Hạ Hòa nhé, em không nhớ tên anh nữa. Đây thì đấy, các bác nào mà có bàn thờ rồi mà muốn mua thêm đài nến thờ ấy, thì cũng cứ theo dõi cái bộ sản phẩm này nhé. Bộ này rất là đẹp. Đấy, gỗ mita chay trần đây. Đây thì các bác xem này, đây là cái phần cái đồ món thứ nhất, món chính của nó là chính là một cái lư hương. Cái lư hương này sử dụng là chất liệu gỗ cũng đều là gỗ mita, đều là gỗ mita và chính giữa của nó là phần bình ấy là có đục một hai chú rồng song long trầu nguyệt. Đấy. Bên trên này là hai chú rồng trầu. Đấy. Chính giữa là có đỉnh nghê. Đỉnh nghê rất đẹp. Đây, cái một là món lư hương này nhá. Đấy, còn hai đôi hạc rất đẹp. Đôi hạc là 3 này. À, cái này là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16 món các bác. Tổng thành bộ này có 16 món. Những bộ thông thường chỉ có 11 một món thôi, bộ này 16 món. Đấy, rất đẹp đây. Thì đây là phần này là 3 cái chén rượu, cái này là để chén rượu rồi thì chén trà. Chén rượu chén trà thì tùy theo phong tục thờ cúng cũng như là mỗi gia đình thì có cách thờ cúng khác nhau thì có thể sử dụng những cái này khác nhau, có thể để rượu để trà hoặc là nhiều thứ. Đây chính giữa là có bát hương nhá, bát hương à. Bên này là cái khay đựng hoa quả này. Đấy. Bên này là lọ hoa này. Đấy, có nghĩa là đông bình tây quả, một bên là hoa một bên quả các bác này. Đấy. Đây là cái cắm nến. Đấy, một chiếc đèn cầy rất là hẹp luôn. Đấy thì cơ sở gỗ Tùng Táo là rất ít khi ra những cái sản phẩm mà nó độc đáo như này lắm, ít khi có những đủ bộ có đèn cầy lắm, thường là những bộ khách hàng mua chỉ có 10 món thôi, 10 đến 11 món thôi. Bộ này là 16 17 món đấy. Đấy, rất đẹp chiếc đèn cầy. Đấy, rất là đẹp, có cả núm vặn này các bác, chỉnh to nhỏ. Đây là ống hương nhé. Rất là đẹp tổng thành đây. Thì như ở đầu video clip ấy, thì em cũng có báo giá luôn cho bác xem. Cái bộ này thì riêng cái bộ đài nến này thì nhà em bán đang giá có giá là 17 à chứ xin lỗi là 7 triệu. Giá là 7 triệu nhé. Tất cả những cái món đây, tất cả những món em lấy kê để giá 7 triệu. Đấy, còn phía bên dưới chiếc bàn thờ và bộ chiếc bàn cơm này thì có giá là 20 triệu. Đấy. Nếu các bác sắm tổng thành combo của bộ này là nó vào 27 triệu nhé. 27 triệu. Đấy.
đầy đủ luôn, đầy đủ luôn, 27 triệu. Rồi, xin chào mọi người nhé, và mọi người quan tâm thì hãy có thể theo dõi, bấm theo dõi kênh để xem thêm những cái sản phẩm hoặc giới thiệu khác của bên xưởng. Ok.